Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về một chủ đề mà rất ít người trong lĩnh vực của mình chia sẻ về điều này. Và tại sao lại có buổi chia sẻ này là bởi vì mình đã đọc qua một số comment và mình nhận thấy rằng là trong cái thời buổi mà có nhiều cái loại hình về bói toán mê tín dị đoan còn tồn tại, có rất là nhiều người họ có sự quy chụp và đánh đồng bộ môn này, bộ môn mệnh lý học với những cái loại hình mà mình vừa kể trên. Vì vậy trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn ba mật pháp trong lĩnh vực về xem nhân tướng. Tại sao lại gọi là ba mật pháp? Mật pháp thì đương nhiên là thường bí mật cho nên ít người biết. Và trong số những cái người biết đó thì lại có rất ít người chia sẻ. Và kể cả khi họ đã chia sẻ rồi thì cũng rất là ít người có thể lãnh hội được. Vì vậy mình cũng đã rất cân nhắc khi làm video này, nhưng mà mình thấy rằng nó vẫn là điều cần thiết. Và lần lượt ba mật pháp đó sẽ là: đầu tiên, các bạn lưu ý rằng cái người bậc thầy trong